Hôm nay chúng tôi tiếp xúc với một khách hàng rất là quen. Trước đây anh này đã mua một cây Dell XPS 9315. Và đây là chiếc thứ hai anh ấy mua giùm cho một người bạn thân. Chiếc này một option mới với tên gọi là Dell XPS 9320 Plus đời 13. Đây sẽ là một trong những mẫu model mới của hãng Dell với màn 13, màn hình cảm ứng nè. Và với độ phân giải Full HD hoặc là 3K rưỡi, chúng ta sẽ chọn hai option. Ở đây sẽ là một cái hộp full box với đầy đủ giấy tờ, sạc, cáp, những cổng kết nối đi kèm. Mẫu này thường thì có cái màu trắng ngà ngà, hay là một cái màu xám đen. Nhưng mà mẫu này năm nay là rất là hot, kiểu dáng rất đẹp. Điểm quan trọng nhất và đặc biệt nhất trên cái dòng Plus năm nay là chúng ta đều thấy rằng nó sẽ có một cấu trúc bàn phím rất là mới. Nó giống như cánh bướm của dòng MacBook, nhưng nó vuông hơn. Và touchpad nó sẽ phẳng luôn với cái nơi để tay. Điểm quan trọng nhất trên chiếc laptop này là một chiếc laptop đúng chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn Mỹ hoàn toàn. Nó không bán ở các thị trường của chúng ta nhiều, nên hầu như chúng ta sẽ ít thấy trên thị trường của Việt Nam. Giá thành nó cũng khá là cao, cho nên hầu như là các cái siêu thị sẽ giới hạn bán mã này. Tuy nhiên khi chúng ta xài rất là xứng đáng để có thể chọn một chiếc laptop cực kỳ ưng ý, hơi xa xỉ tí xíu, tầm giá tầm từ 35, 40 triệu, 45 triệu thì nó cũng kén khách hàng và phải nói rằng đáp ứng được từ bảo mật cho đến những cái giá trị đi kèm trên chiếc laptop. Thường thì những cái anh chị làm CEO, trưởng phòng hay là những người cầm máy đi tiếp xúc khách hàng sẽ chọn cái mẫu XPS bởi vì nó có cái kiểu dáng đẹp và pin cầm rất là lâu, nó dao động tầm từ 7 giờ đến 10 giờ đồng hồ. Chúng ta có thể thấy cái dãy nút F nó sẽ được âm bên dưới luôn, hoàn toàn không có đi theo cấu trúc bàn phím. Chúng ta chạm vào cảm ứng.